Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em tới lớp 2 sách chuyên chờ sáng tạo nha. Chúng tôi xem bài giảng của Hải Liêm được kém khai quảng cáo. Các em xem phát quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài phép chờ có nhớ trong phạm vi 1.000 nha. Giờ trang 92 đến trang 94, phép chờ có nhớ trong phạm vi 1.000. Trước hết mình sẽ xem phép tính 234 trừ 5 thì bằng bao nhiêu. Giờ như là 234 trừ 5 bằng bao nhiêu thì mình sẽ đặt tính, giờ tính như sau. Như vậy là các em đặt tính theo hàng dọc sao cho hàng đơn vị hẳn cột của hàng đơn vị. Đúng không? Giờ sau đó mình sẽ trừ từ trên xuống nha, từ hàng đơn vị. Mình thấy là 4 không trừ được 5 vì 4 nhỏ hơn 5 nên số 4 không trừ được số 5. Mình sẽ lấy 14 trừ 5 nha. 14 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? 14 trừ 5 thì được 9, viết 9 nhớ 1. Giờ số 3 này mình sẽ trừ cho 1 nhớ thì còn số 2, viết số 2. Giờ số 2 này mình hạ xuống, viết số 2, kết quả là 229. Giờ như vậy là khi người ta kêu mình đặt tính giờ tính thì các em sẽ đặt tính theo hàng dọc. Còn khi người ta kêu tính thì các em có thể tính theo hàng ngang. 234 trừ 5 thì bằng 229, đúng không? Giờ ở đây người ta viết cách cách làm cho các em luôn, các em có thể xem qua, đúng không? Mình thấy là 4 chưa không trừ được 5, mình sẽ lấy 14 trừ 5 bằng 9, viết số 9 nhớ 1. 3 trừ 1, 1 này chính là 1 nhớ này, bằng 2 viết số 2. Giờ 2 số 2 hàng trăm này mình hạ xuống, viết số 2, kết quả là 229. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phép tính là 417 trừ cho 163. 417 trừ 163, các em đặt tính và tính như sau. Các em sẽ đặt tính theo hàng dọc sao cho hai đơn vị hẳn cột của hàng đơn vị, hàng chục hẳn cột của hàng chục, hàng trăm hẳn cột của hàng trăm. 417 trừ 163, được nè. Giờ sau đó mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị. 7 trừ 3 được 4, viết số 4. Mình thấy là 1 nhỏ hơn 6 nên số 1 không trừ số 6 được. Mình sẽ 11 trừ 6. 11 trừ 6 thì được 5, mình sẽ viết 5 nhớ 1. Giờ số 1 này khi 1 nhớ là 2. 4 trừ 2 được 2, viết số 2. Kết quả là 254. Giờ như vậy là khi người ta kêu mình đặt tính thì mình đặt tính theo hàng dọc. Còn khi người ta kêu mình tính thì mình có thể tính theo hàng ngang. 417 trừ 163 sẽ bằng 254. Đúng không? Giờ ở đây người ta viết ra cách tính cho mình luôn. 7 trừ 3 bằng 4, viết số 4. Đúng không? Có nghĩa là hàng đơn vị nè. 7 trừ 3 bằng 4, viết số 4. Sau đó mình sẽ đến hàng chục. Mình thấy là 1 nhỏ 6 nên 1 không trừ 6 được. Mình sẽ lấy 11 trừ 6 bằng 5, viết số 5, nhớ 1. Số 1 hàng trăm này, mình sẽ khi 1 nhớ nó bằng 2. Mình sẽ lấy 4 trừ 2 bằng 2, viết số 2. Kết quả là 254. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 1 phần thực hành nha. Câu số 1 đặt tính giờ tính. Giờ mình sẽ thực hiện các phép tính trừ ở đây. Trước hết mình sẽ thực hiện phép tính 182 trừ cho 127. Các em đặt tính xong hàng dọc sao cho hàng đơn vị hẳn cột hàng đơn vị, hàng chục hẳn cột hàng chục, hàng trăm hẳn cột hàng trăm. Giờ sau đó mình sẽ trừ từ trên xuống nha, từ hàng đơn vị. Mình thấy là số 2 này nhỏ hơn số 7 trừ không được nên mình sẽ lấy 12 trừ 7. 12 trừ 7 thì bằng bao nhiêu? 12 trừ 7 thì được 5, viết 5 nhớ 1. Giờ số 2 này mình sẽ khi 1 nhớ bằng 3. 8 trừ 3 được 5, viết số 5. Giờ hàng trăm, 1 trừ 1 bằng 0. Giờ số 0 đứng đầu thì bỏ đi. Kết quả là 55. Giờ tiếp theo phép tính là 209 trừ cho 145. Các em cũng đặt tính theo hàng dọc sao cho hàng đơn vị hẳn cột với hàng đơn vị, hàng chục hẳn cột với hàng chục, hàng trăm hẳn cột với hàng trăm. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống nha. 9 trừ 5 bằng 4, viết số 4. Giờ hàng chục, mình thấy là số 0 nhỏ hơn số 4 trừ không được nên mình sẽ lấy 10 trừ 4 nha. 10 trừ 4 được 6, viết số 6, viết số 6 nhớ 1. Số 1 này khi 1 nhớ là 2. 2 trừ 2 bằng 0. Số 0 đứng đầu bỏ đi. Kết quả là 64. Giờ tiếp theo là phép tính 350 trừ 18.
Các em cũng đặt tính và tính, sẽ cho hàng đơn vị, hàng cộng, hàng đơn vị, hàng chục, hàng cộng, hàng chục nha. Mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị. Mình thấy là số 0 nhỏ hơn số 8 trừ không được, nên mình sẽ lấy 10 trừ 8. 10 trừ 8 được 2, viết 2 nhớ 1. Giờ số 1 này khi 1 nhớ là 2. 5 trừ 2 bằng 3, viết số 3. Giờ số 3 hàng trăm này hạ xuống luôn, viết số 3. Kết quả là 332. Giờ tiếp theo mình thực hiện phép tính là 518 trừ cho 324. Giờ 518 trừ 324 thì các em đặt tính và tính sẽ cho hàng đơn vị, hàng cột, hàng đơn vị, hàng chục, hàng cột, hàng chục, hàng trăm, hàng cột, hàng trăm. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nha. 8 trừ 4 được 4, viết số 4. Giờ hàng chục mình thấy là 1 nhỏ 2 trừ không được, nên mình sẽ lấy 11 trừ 2. 11 trừ 2 được 9, viết 9 nhớ 1. Giờ số 3 này khi 1 nhớ là 4. 5 trừ 4 được 1, kết quả là 194. Giờ tiếp theo mình sẽ thực hiện phép tính là 670 trừ 346. Giờ các em đặt tính, giờ tính sẽ cho hàng đơn vị, hàng cột, hàng đơn vị, hàng chục, hàng cột, hàng chục, hàng trăm, hàng cột, hàng trăm. Mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nha. Mình thấy là 0 nhỏ hơn 6 nên 0 trừ 6 không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 6 nha. 10 trừ 6 thì được 4, viết 4 nhớ 1. Giờ số 4 này khi 1 nhớ là 5. 7 trừ 5 được 2, viết số 2. Giờ hàng trăm 6 trừ 3 được 3, viết số 3. Kết quả là 324. Tiếp theo là 409 trừ cho 55. Các em cũng đặt tính và tính sẽ cho hàng đơn vị, khẳng cột, hàng đơn vị, hàng chục, khẳng cột, hàng chục. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống nha. 9 trừ 5 được 4, viết số 4. Hàng chục mình thấy là 0 nhỏ 5 trừ không được, nên mình sẽ lấy 10 trừ 5. 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1. Giờ số 4 này trừ cho 1 nhớ khi còn số 3, viết số 3. Kết quả là 354. Như vậy là mình xong câu số 1 phần thực hành nha. Giờ câu số 1 các em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 1 phần luyện tập nha. Câu A người ta hỏi là mỗi con vật nặng bao nhiêu kg. Như vậy ở đây, mình sẽ thấy có phép tính trên mỗi con vật. Mình sẽ thực hiện các phép tính này thì mình biết là mỗi con vật sẽ nặng bao nhiêu kg. Đúng không? Giờ câu B là con vật nào nặng nhất và con vật nào nhẹ nhất. Giờ hãy sẽ làm phía dưới cho các em xem nha. Trước hết mình sẽ tính cân nặng của con bò sữa nha. Cân nặng của con bò sữa này. Mình sẽ lấy 630kg trừ cho 150kg. 630 trừ 150 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ để kg luôn. Giờ mình sẽ lấy số trừ số nhé, giữ nguyên kg. Giờ mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 0 trừ 0 được 0, viết số 0. Hàng chục mình thấy là 3 trừ cho 5 không được, mình sẽ lấy 13 trừ 5. 13 trừ 5 thì được là 8, viết 8 nhớ 1. Giờ số 1 phần trăm này mình sẽ thêm 1 nhớ là 2. 6 trừ 2 được 4, kết quả là 480kg.
Giờ tiếp theo mình sẽ tính tới căn nặng của con trâu nha. Căn nặng của con trâu là giờ mình sẽ lấy 270 kg cộng cho 230 kg. Sẽ bằng bao nhiêu nha? Mình sẽ lấy số cộng số giữ nguyên kg, đúng này. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 0 cộng 0 bằng 0, viết số 0. Hàng chục, 7 cộng 3 là 10, viết 0, nhớ 1. Hàng trăm, 2 cộng 2 là 4, viết 1 là 5, kết quả là 500 kg. Giờ tiếp theo mình sẽ tính cân nặng của con heo nhé, hay còn gọi là con lợn cũng được. Các em để con heo hay con lợn cũng được nhé. Như vậy mình sẽ lấy 180 kg cộng 40 kg. Giờ sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhầm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 0 cộng 0 bằng 0, viết số 0. Hàng chục, 8 cộng 4 là 12, viết 2 nhớ 1. Hàng trăm, số 1 này khi 1 nhớ là 2. Kết quả là 220 kg. Giờ tiếp theo mình sẽ tính cân nặng của con bò. Con bò này là con bò nâu nhé. Còn con bò mà có trắng màu trắng với màu đen chính là con bò sữa, đúng không? Cân nặng của con bò là mình sẽ lấy 700 kg trừ cho 450 kg bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ tính nhầm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 0 trừ 0 bằng 0, viết số 0. Hàng chục, mình thấy là 0 này nhỏ 5 trừ 0 được. Mình sẽ lấy 10 trừ 5 được 5, viết số 5. Giờ số 4 này mình sẽ khi 1 nhớ nữa là 5. 7 trừ 5 được 2, kết quả là 250 kg. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B thì người ta kia hỏi con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất. Như giờ muốn biết con vật nào nặng nhất, nhẹ nhất thì mình so sánh bốn số này, xem số nào lớn nhất, số nào nhỏ nhất, đúng không? Bây giờ mình sẽ so sánh các số đó nhé. Mình so sánh bốn số này, số nào lớn nhất? Như vậy là so sánh các số có ba chữ số thì mình so sánh hàng phần trăm chứ. Như vậy là đây là 4, 5, 2, 2, rõ ràng là số 5 sẽ lớn nhất, đúng không? Như vậy là số 500 sẽ lớn nhất. Tiếp theo sẽ là số 4, có nghĩa là 480 sẽ lớn hơn 2. Và mình sẽ còn là hai số thì có hàng trăm giống nhau, mình so sánh hàng chục. Đây là số 2, đây là số 5, rõ ràng số 5 sẽ lớn hơn, có nghĩa là 250 sẽ lớn hơn 220, đúng không? Như vậy là 500 chính là con trâu. Như mình kết luận là con trâu sẽ là nặng nhất, đúng không? Vậy con trâu nặng nhất nha. Giờ con nào nhẹ nhất? Thì mình thấy là số trong 4 số thì số nhỏ nhất là 220. 220 là của con lợn, như là con lợn sẽ là nhẹ nhất. Con lợn nhẹ nhất, đúng không? Như vậy mình kết luận là con trâu nặng nhất và con lợn nhẹ nhất nha. Như vậy là mình xong câu số 1 phần luyện tập nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm thích video thầy biết các em làm đúng nha. Thank you.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 mình sẽ điền dấu số và dấu chấm hỏi. Biết rằng ba số heo hèn hay heo cột đều có tổng bằng 500. Như vậy ở đây mọi người ta cho là ba số heo hèn hoặc là heo cột đều có tổng bằng 500. Như vậy có nghĩa mình sẽ có là 200 cộng 150 cộng dấu chấm hỏi ở đây sẽ bằng 500. Đúng không? Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới xem kết quả bao nhiêu mình sẽ viết lên nha. Còn các em thì mình sẽ lấy nháp cho mình tính. Như vậy ở đây mình sẽ có 200 cộng 150 cộng cho chấm hỏi bằng 500. Được này. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem dấu chấm hỏi này sẽ là bao nhiêu. Như mình sẽ thực hiện phép tính 200 cộng 150 bằng bao nhiêu trước nha. Mình sẽ tính nhầm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 0 cộng 0 bằng 0, viết số 0. Hàng chục 0 cộng 5 bằng 5, viết số 5. Hàng trăm 2 cộng 1 bằng 3, viết số 3. Như vậy 350 cộng cho chấm hỏi sẽ bằng 500. Bây giờ mình muốn tính chấm hỏi. Thì mình sẽ cộng chuyển với hành trừ. Như vậy là 500, viết lại nha. Cộng chuyển với hành trừ. Trừ 350. Giờ 500 trừ 350 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhầm chứ này. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 0 trừ 0 bằng 0, viết số 0. Hàng chục số 0 trừ cho 5 không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 5 được 5, viết số 5. Giờ số 3 này khi 1 nhớ là 4. 5 trừ 4 được 1. Kết quả là 150. Giờ như vậy ở đây mình sẽ viết số ở đây chính là 150. Được này. Giờ tiếp theo mình sẽ có 150 cộng 50 cộng cho chấm hỏi sẽ bằng 300, 500, đúng không? Giờ thầy sẽ chữa lại một chút. Như thầy sửa lại nha. Như là 150 cộng cho 50 cộng cho chấm hỏi sẽ bằng 500, đúng không? Giờ 150 cộng 50 cộng chấm hỏi bằng 500. Mình sẽ tính tương tự nha. Bây giờ mình sẽ lấy 150 cộng 50 thì bằng bao nhiêu? Số này chọn mình sẽ tính nhầm dễ. 150 cộng 50 thì bằng 200. Được rồi. Như vậy là 200 cộng chấm hỏi thì bằng 500. Vậy chấm hỏi sẽ bằng bao nhiêu? Chấm hỏi sẽ bằng 500 cộng chuyển với hành trừ. Được rồi. Như là trừ 200. 300 500 trừ 200 thì bằng bao nhiêu? Thì mình thấy là trăm trăm giống nhau, mình lấy 5 trừ 2 bằng 3, kết quả là 300. Được rồi. Như vậy kết quả sẽ là 300 nha. Mình sẽ điền ở đây chính là số 300. Được rồi. Giờ tiếp theo ở đây mình có 300 cộng 200 cộng chấm hỏi bằng 500. Mình thấy là 300 cộng 200 bằng 500 giờ. Như vậy 500 thì cộng 0 sẽ bằng 500. Chỗ này sẽ viết số 0 là được. Được rồi. Đúng rồi. Mình nhớ là ba số cộng là bằng 500. Mà 300 cộng 200 bằng 500 giờ thì 500 cộng 0 sẽ bằng 500. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ đến cái cột này. Mình sẽ có 0 cộng 450 cộng chấm hỏi sẽ bằng 500. Giờ mình sẽ tính dưới này nha. Như vậy là hãy sẽ tính ở phía dưới này. Như vậy là 0 cộng cho 450 cộng cho chấm hỏi thì sẽ bằng 500. Được rồi. Như mình thấy là 0 cộng cho 450 thì cũng bằng 450 thôi. Như vậy có nghĩa là chấm hỏi sẽ bằng 500. Giờ cộng 450 chuyển với hành trừ 450. Giờ 500 trừ 450 thì bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhầm luôn. Đúng rồi. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 0 cộng trừ 0 bằng 0. Hàng chục, mình thấy là số 0 trừ số 5 không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1. Giờ số 4 này thêm 1 là 5, 5 trừ 5 bằng 0. Số 0 đứng đầu thì bỏ đi, kết quả là 50. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 50, được này. Giờ tiếp theo mình sẽ đến cái hàng này. 50 cộng 50 cộng chấm hỏi sẽ bằng 500. Giờ mình sẽ sửa lại. Mình sẽ tính nháp phía dưới này nha. 50 cộng 50
cộng chấm hỏi thì bằng 500. Giờ xuống dòng máy tính nha. Như vậy 50 cộng 50 thì bằng bao nhiêu? 50 cộng 50 thì bằng 100, đúng không? Giờ 100 cộng chấm hỏi sẽ bằng 500. Như vậy chấm hỏi sẽ bằng bao nhiêu? Chấm hỏi sẽ bằng 500 trừ 100. Mình nhớ là cộng 100 chuyển với hành trừ 100. 500 trừ 100 thì bằng bao nhiêu? Mình thấy là trăm trăm giống nhau. 5 trừ 4, 5 trừ 1 được 4, kết quả sẽ là 400, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 400 nha. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến cái cột này. Cột này 400 cộng chấm hỏi cộng 70 sẽ bằng 500. Giờ mình sẽ tính nháp dưới này nha. Như vậy là 400 cộng cho chấm hỏi cộng 70 thì bằng 500. Đúng không? 400 cộng chấm hỏi cộng 70 thì bằng 500. Giờ như vậy trước hết mình sẽ lấy 400 cộng 70 trước nha. 400 cộng 70 thì bằng bao nhiêu? 400 cộng 70 thì bằng 470, đúng không? Cộng chấm hỏi viết lại nha, bằng 500 cũng viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ tính chấm hỏi. Chấm hỏi sẽ bằng 500. Như vậy là cộng 470, mình sẽ chuyển quế thành trừ 470, đúng không? 500 trừ 470 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 0 trừ 0 được 0. Hàng chục, mình thấy là số 0 này nhỏ hơn số 7. 0 trừ 7 không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 7 được 3, viết 3 như 1. 4 này thêm 1 là 5. 5 trừ 5 bằng 0. Giờ số 0 đứng đầu 0 cần ghi. Kết quả là 30. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 30, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3 nha. Cái phần tính nháp mình sẽ xóa đi nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3 mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi. Như vậy mình sẽ quan sát. Mình thấy là số đầu tiên là 390. Số thứ hai là 375. Tiếp theo là 360. Tiếp theo là chấm hỏi. Tiếp theo là 330. Mình thấy là từ số này qua số này là giảm bao nhiêu. Muốn biết giảm bao nhiêu mình sẽ lấy 390 trừ 375 bằng bao nhiêu. Đúng không? Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới cho các em xem nhé. Giờ 390 trừ cho 375 bằng bao nhiêu mà sẽ tính nháp nha. Giờ các em sẽ lấy nháp cho mình tính thử xem kết quả bằng bao nhiêu nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 0 trừ 5 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1. Số 7 này, mình sẽ thêm 1 nhớ là 8. 9 trừ 8 được 1. Đúng rồi. Hàng trăm 3 trừ 3 bằng 0. Giờ số 0 đầu tiên không cần ghi, kết quả là 15. Như vậy từ đây xuống đây là giảm 15. Bây giờ mình sẽ lấy 370 trừ 360 xem bằng bao nhiêu. 375 trừ cho 360 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nháp luôn. Mình cũng lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 5 trừ 0 bằng 5, viết số 5. Hàng chục 7 trừ 6 được 1, viết số 1. Hàng trăm 3 trừ 3 bằng 0. Số 0 đầu tiên không gặp tính. Như mình thấy là từ số này xuống số này cũng là giảm 15. Như vậy mình tương tự, mình sẽ lấy số này trừ 15 sẽ ra số này, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ lấy 360 trừ 15 xem bằng bao nhiêu nha. 360 trừ 15 bằng bao nhiêu, mình cũng tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, nhưng mà không nhỏ 5 trừ không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1. Số 1 hàng chục này khi 1 nhớ là 2. 6 trừ 2 được 4, viết số 4. Giờ số 3 hàng trăm viết qua luôn. Kết quả là 345. Như vậy chỗ dấu chấm hỏi này chính là 345. Được nè. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nha.
Giờ còn phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi nhé. Giờ như vậy là bài này khá là dài nên thầy sẽ chia làm hai tiết nhé. Như là mình xong tiết thứ nhất nhé. Còn những bài còn lại thì sẽ là những câu hỏi còn lại thì sẽ làm bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nhé. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng thì hãy bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè sớm nhất, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.